Từ khi huấn luyện viên Park sang Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Huấn luyện viên Akira Nishimo chưa có một trận đấu chính thức nào, nhưng tôi thấy được ông ấy đang giúp cho các cầu thủ thay đổi lối chơi, rèn luyện khả năng tấn công và phòng thủ. Kinh nghiệm và khả năng của ông ấy nằm trong top những huấn luyện viên giỏi nhất. Các cầu thủ trẻ có môi trường tốt, huấn luyện viên có bằng cấp, và đó là điều kiện lý tưởng để phát triển tài năng. Đặc biệt, các trung tâm đào tạo không chỉ huấn luyện về kỹ năng chuyên môn, mà còn kết hợp với giáo dục kỹ năng sống. Tôi luôn luôn nhớ Việt Nam. Đây là nơi mà tôi đã có thời gian dài thi đấu và huấn luyện. Tôi luôn nghĩ về Việt Nam và hạnh phúc khi được gặp lại người Việt Nam trên đất Thái. Thời gian ở Việt Nam thật là tuyệt vời. Tôi có những người bạn, người hâm mộ, người anh em luôn giúp đỡ mình. Nhưng sau 9 năm, đã đến lúc tôi phải trở về Thái Lan để chăm lo cho gia đình của mình. Tôi đã rất bất ngờ khi đến Việt Nam. Trước đó trong tưởng tượng của tôi, đó là một chuyến đi khó khăn. Nhưng thật may mắn, tôi đã nhanh chóng có những người bạn thân thiết. Dù không thể nói tiếng Việt, nhưng tôi vẫn có thể giao tiếp với những người bạn ở Việt Nam. Họ đã giúp tôi có một quãng thời gian rất tuyệt vời ở đây. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là hai chiếc vô địch V-League ngay trong hai mùa đầu tiên đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup năm 2002, tôi lại được cùng Hoàng Anh Gia Lai nâng cúp vô địch tại Việt Nam. Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Tôi vẫn giữ liên lạc với Bầu Đức, bởi vì ông ấy có một công ty tại Thái Lan. Khi ông ấy sang đây, hoặc khi đội tuyển Việt Nam sang đây, nếu cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng. Bầu Đức đã lựa chọn tôi cho Hoàng Anh Gia Lai, bởi vì ông mong muốn một cầu thủ có khả năng dứt điểm và ghi bàn nhạy bén. Sau này, từ cơ hội ông ấy tạo ra, tôi đã có được thành công, trở nên nổi tiếng và được nhiều người Việt Nam yêu mến. Không chỉ trong bóng đá, ông ấy luôn giúp đỡ tôi ngoài cuộc sống. Sau khi tôi kết thúc sự nghiệp bóng đá, Bầu Đức từng hỏi tôi có muốn làm kinh doanh với ông ấy không. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tôi chỉ muốn về Thái Lan để chăm sóc cho gia đình. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau. Đội tuyển Việt Nam bây giờ thi đấu khác ngày xưa hoàn toàn. Lối chơi thay đổi khi họ chơi bóng đồng đội hơn, thể lực tốt hơn nên họ cũng chạy nhiều hơn. Yếu tố thể chất vô cùng quan trọng. Các bạn có thể thấy đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa với Nhật Bản như thế nào tại Asian Cup vừa rồi. Dưới thời của huấn luyện viên Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy rõ được sự kỷ luật trong đội tuyển Việt Nam, trong cả tập luyện và thi đấu. Đó có thể là do tính cách hoặc văn hóa của Hàn Quốc mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đem lại cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, ông Park cũng đã góp phần thay đổi lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Ông ấy có những cách quản lý và chăm sóc cầu thủ rất khoa học. Tôi không thể phân tích kỹ hơn vì chưa từng làm việc với ông ấy. Nhưng thật sự, từ khi huấn luyện viên Park sang Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Và ở Việt Nam thì mọi người rất là tin tưởng là bóng đá đội tuyển Thái Lan ấy chắc chắn là sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu như Kiatisak vẫn là người nắm giữ con thuyền đấy, vẫn là huấn luyện viên trưởng. Bungsit có cái suy nghĩ như vậy hay không? Có chia sẻ quan điểm như vậy hay không? Đội tuyển Thái Lan dưới thời của Zico đã đạt được nhiều thành công như chiếc vô địch AFF Cup, SEA Games. Nhưng ở vòng loại World Cup thì khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn chưa thể vươn tới tầm của châu lục. Mặc dù vậy, khi Zico làm huấn luyện viên trưởng, đội tuyển Thái Lan đã làm cho các cổ động viên vô cùng hạnh phúc. Tôi và Zico đã cùng sát cánh với nhau một quãng thời gian thi đấu rất dài khi còn là cầu thủ. Nhưng sau đó, mỗi người lại có một lý tưởng riêng. Zico có tư tưởng về làm kinh tế, trong khi tôi thì chưa từng có khái niệm đó trong đầu. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc huấn luyện cho câu lạc bộ. Tôi sẽ làm công việc này đến tận khi tôi không thể làm được nữa.
แต่เราชอบทำ Và bây giờ thì bóng đá Thái Lan cũng đã thay đổi huấn luyện viên trưởng rồi. Một huấn luyện viên trưởng người Nhật là ông Nishino cũng đã sang để nắm giữ đội tuyển. Dusit cảm thấy là những cái sự thay đổi ở đội tuyển Thái dưới triều đại của huấn luyện viên người Nhật Bản này như thế nào? Huấn luyện viên Akira Nishino chưa có một trận đấu chính thức nào. Nhưng tôi thấy được ông ấy đang giúp cho các cầu thủ thay đổi lối chơi, rèn luyện khả năng tấn công và phòng thủ. Kinh nghiệm và khả năng của ông ấy nằm trong top những huấn luyện viên giỏi nhất. Điều này không có gì để bàn cãi. Chúng tôi tin rằng trong trận đấu đầu tiên, huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ chưa thể ngay lập tức thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội tuyển Thái Lan. Nhưng tôi mong đợi chúng ta sẽ có một trận đấu đẹp. Tôi muốn ủng hộ cho cả hai, nhưng là một người Thái, tôi mong Thái Lan sẽ chiến thắng. Đây sẽ là động lực cho các trận đấu tiếp theo của Thái Lan. Thời gian qua, người hâm mộ nhiều lần đã tỏ ra thất vọng cho bóng đá Thái Lan. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ mang niềm vui trở lại cho các cổ động viên. Công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Thái Lan bây giờ khác hoàn toàn so với chúng tôi trước kia. Hiện nay các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội để học tập và thi đấu. Mỗi đội bóng đều có học viện. Các cầu thủ trẻ có môi trường tốt, huấn luyện viên có bằng cấp và đó là điều kiện lý tưởng để phát triển tài năng. Đặc biệt, các trung tâm đào tạo không chỉ huấn luyện về kỹ năng chuyên môn mà còn kết hợp với giáo dục kỹ năng sống. Anh có thể nói một chút gì đấy về cái đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Thái Lan hay không? Mặt sân đẹp là một yếu tố vô cùng quan trọng trong tập luyện và thi đấu. Mặt sân chất lượng sẽ tạo ra những trận cầu hay, phô diễn được hết tố chất kỹ thuật của các cầu thủ. Điều đó giúp cho các cầu thủ phát triển tố chất kỹ thuật. Và ngược lại, nếu tập luyện và thi đấu trên sân đấu tồi, dù bạn có nhiều ý tưởng đến đâu thì cũng không thể thực hiện được một cách hoàn hảo. Ngoài ra, mỗi đội bóng ở Thái Lan đều được đầu tư các trang thiết bị có chất lượng để tập luyện thể lực, có đội ngũ y tế để chăm sóc sức khỏe và chấn thương. Cùng với đó là đội ngũ hậu cần để chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết trước mỗi buổi tập, mỗi một trận đấu để cho các cầu thủ có thể thi đấu hết mình. Thực sự là rất là ấn tượng khi mà nghe anh Dusit chia sẻ như vậy. Nhưng mà còn một điều nữa cũng là lợi thế của bóng đá Thái Lan so với các nền bóng đá ở Đông Nam Á. Đấy là cái mối quan hệ hợp tác quốc tế của bóng đá Thái Lan rất là tốt. Có rất là nhiều những cái mối quan hệ hợp tác với nước ngoài để mình có thể học được những cái sự tiến bộ của họ. Và bên cạnh đó là mình đưa các cầu thủ của mình ra nước ngoài. Hiện có nhiều cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài. Ví dụ như Chanathip Songkrasin, Theraton Bunmathan đang thi đấu ở J-League. Hay thủ môn Kelvin đang chơi bóng ở Bỉ. Khi trở về nước, họ có thể chia sẻ kinh nghiệm với các cầu thủ khác ở đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi đều muốn các cầu thủ của mình được thi đấu ở những môi trường tốt hơn để có thể phát triển được bản thân. Càng nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, sẽ càng truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ tiếp bước những thần tượng của mình. Nhưng mà xin được hỏi anh Dusit là cái giải vô địch quốc gia của Thái bây giờ ấy, nó như thế nào? Và các câu lạc bộ đã kiếm được lãi từ cái giải vô địch quốc gia chưa ạ? Thực sự Thái League bây giờ đã phát triển hơn hẳn ngày xưa. Giải vô địch quốc gia Thái khởi đầu chậm hơn V-League, nhưng hiện giờ phát triển mạnh mẽ hơn nhiều. Về kinh doanh, các câu lạc bộ đều có những hàng hóa, sản phẩm riêng để bán cho người hâm mộ. Đó là một nguồn thu của đội bóng. Tuy nhiên đó không phải là nguồn thu 100% để nuôi đội bóng. Một vài đội bóng có thể tự nuôi mình, nhưng không phải tất cả. Để vận hành một câu lạc bộ, bạn cần có một số tiền rất lớn. Và tiền tài trợ chính là nguồn thu chính của mỗi đội bóng. Các đội bóng lớn thì có nhiều nhà tài trợ, nhưng các câu lạc bộ nhỏ, họ vẫn gặp nhiều khó khăn. Các đội bóng nhỏ phải tự thân vận động nhiều hơn, đặc biệt là phát triển marketing. Và có một con số kỷ lục là bóng đá Thái Lan có cái khoản tiền bản quyền truyền hình rất là cao. Vậy thì các câu lạc bộ sẽ được chia sẻ cái bản quyền truyền hình này như thế nào? Về tiền bản quyền truyền hình, đó là của ban tổ chức Thái League và đơn vị sản xuất. Khoản tiền bản quyền được chia cho các đội bóng không phải là một con số quá lớn. Để có thể duy trì được đội bóng,
các đội bóng hạng dưới đã phải cố gắng rất nhiều để có tiền từ những khoản thu khác. Em rất là muốn hỏi anh Dusit là thời gian vừa rồi thì bóng đá của Thái ở cấp độ đội tuyển phát triển như thế nào? Và anh thấy thế nào khi mà đội tuyển Thái đã thua đội tuyển Việt Nam cả ở cấp đội tuyển quốc gia lẫn ở U23? Việt Nam đang có một lứa cầu thủ vàng, cả đội tuyển quốc gia lẫn ở U23. Chúng ta phải chấp nhận rằng Việt Nam đang tốt hơn Thái Lan lúc này. Lối chơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam hiện tại thực sự đã khác trước rất nhiều. Chúng tôi phải thừa nhận một lần nữa rằng chúng tôi đã từng nhiều lần đánh bại Việt Nam. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan đôi chút. Hồi xưa vào cái thế hệ của các anh ấy thì anh này rồi Kia Ti Sắc rồi Chai Man, nói chung là đấy là một cái thế hệ mà gần như là vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của Đông Nam Á. Và đương nhiên là Việt Nam thì cứ gặp Thái Lan là thua 2-0, 3-0, 4-0 là chuyện rất là bình thường. Nhưng bây giờ có thể là mọi thứ nó đã thay đổi rồi. Anh có thể lý giải được là vì sao bóng đá Thái Lan lại bây giờ lại chững lại, hay là do bóng đá Việt Nam lại phát triển nó quá mạnh? Thái Lan không yếu đi, nhưng đang trong thời điểm chuyển giao thế hệ. Ở thời của chúng tôi, có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Mỗi vị trí đều có rất nhiều sự lựa chọn. Thái Lan hiện nay tuy có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và dự bị là khá xa. Và chính vì thế, họ cần thêm thời gian để phát triển. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam hiện nay có thể hình và thể lực đã tốt hơn trước rất nhiều. Tâm lý của các cầu thủ cũng vững vàng hơn. Đặc biệt, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã mang đến những bước phát triển vượt bậc cho bóng đá Việt Nam. Ngày xưa thì V-League có thể là nhỉnh hơn Thái League một chút, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam lại kém hơn đội tuyển Thái. Nhưng bây giờ cái giải Thái League ấy, nó là cái giải hàng đầu của Đông Nam Á rồi, vượt trội hơn tất cả, thì đội tuyển lại có vẻ thấp hơn một tí. Anh có thể lý giải được cái sự ngược đời như thế hay không? Thật là khó để lý giải điều này. Có lẽ là do trước kia Thái Lan có nhiều cầu thủ chất lượng cao hơn. Nhưng hiện tại thì các cầu thủ của Việt Nam cũng đã có trình độ tương đương. Đặc biệt như tôi đã nói, các cầu thủ giỏi cần có những người thay thế ở cùng đẳng cấp. Thái Lan thì đang thiếu những vị trí thay thế xứng đáng. Để tăng cường sức mạnh, nhiều đội bóng lớn ở Thái League đã phải tìm đến những cầu thủ ở nước ngoài. Điều này nhiều khi khiến cho những cầu thủ của Thái Lan ít có cơ hội ra sân hơn. Tuy nhiên mặt khác, nó cũng mang đến những khía cạnh tích cực khi giúp cho các cầu thủ Thái Lan có sự học hỏi và cạnh tranh để có thể phát triển lên ở một đẳng cấp cao hơn nữa. Và xin được hỏi anh Dusit một cái câu rất là thẳng thắn như này. Anh có nghĩ rằng là các đội bóng Đông Nam Á như là Việt Nam, như là Thái Lan có thể có được một cái suất dự World Cup 2022 hay không? Và để mà có được cái cơ hội dự World Cup thì các đội bóng Đông Nam Á của chúng ta cần phải làm gì? Đây là một điều rất khó khăn với chúng ta. Tuy nhiên Việt Nam hay bất cứ đội tuyển nào vẫn có quyền mơ về World Cup. Trước mắt, hãy cùng tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Và như chúng ta đã nghe câu chuyện của anh Dusit thì anh Dusit nói hai ý rất là hay. Một là chúng ta cứ hy vọng, chúng ta cứ tự tin. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải tiếp tục cái đà phát triển này để có được một lứa cầu thủ đủ tốt và cạnh tranh được suất dự World Cup. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta đặt cái mục tiêu lọt vào World Cup 2022 là quá sớm. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Dusit rất nhiều vì những câu chuyện rất hay của anh và những cái chia sẻ rất là chính xác và có ích cho các cổ động viên. Và một lần nữa xin được chúc anh sức khỏe và luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chương trình và chắc chắn chúng tôi sẽ còn trở lại. Đã có một buổi họp và yêu cầu là Xuân Trần với Văn Lâm là phải đứng trước đội và phân tích ra những cái gì mà biết về Thái Lan.